Muốn ngủ ngon một mạch tới sáng thì tuyệt đối không được để thứ này ở trong phòng. Xin kính chào quý cô bác anh chị, rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức khỏe đời sống HT3. Và thưa với luyện quý cô bác anh chị thì hôm trước tôi đã chia sẻ đến với lại các bác những cái điều cấm kỵ trong phong thủy phòng ngủ đúng không ạ? Thì các bác có thể thấy rằng là cái phòng ngủ của chúng ta là cái nơi vô cùng quan trọng đối với lại sức khỏe con người. Vì chính cái phòng ngủ là cái nơi mà chúng ta ở trong cái căn nhà chúng ta nhiều nhất đúng không các bác? Hầu hết thì hàng ngày chúng ta phải ra ngoài đi làm và buổi tối về ấy, thì gần như là đến 8 tiếng, 9 tiếng, 10 tiếng chúng ta ở trong phòng ngủ. Vậy nên là cái nhà của chúng ta ấy, khi làm nhà ấy là các bác cũng lưu ý là cái phòng ngủ ấy phải được đặt ở cái nơi nó được gọi là thoáng đãng nhất, được tốt nhất các bác nha. Vâng, và ngoài những cái điều như là không được để cái giường ngủ của mình dưới xà này, dưới gầm cầu thang này, hay là ở gần nhà vệ sinh này, thì trong cái video này tôi xin được chia sẻ đến các bác là chúng ta nếu như đặt những cái thứ này trong phòng cũng không được này các bác này. Thứ nhất các bác nên lưu ý nha, đó là cái đầu giường của chúng ta ấy, cái đầu giường ở cái phần đầu giường ấy lại không được để về bên cái đằng nhà vệ sinh các bác nha. Có nghĩa là cái mặc dù là có cái bức tường ngăn cách rồi nhưng mà ở đằng bên kia là cái gian phòng vệ sinh là cũng không được các bác ạ. Theo phong thủy thì đây cũng sẽ là cái không tốt, sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của các bác và đặc biệt là ảnh hưởng đến sức khỏe, khiến cho các bác ngủ không được sâu giấc và nó cũng gây cho chúng ta có cái tâm lý được không không được yên, không được ổn lắm, nên là các bác lưu ý nhá. Thứ hai là chúng ta không được có để tivi ở trong phòng các bác ạ. Với cái thời buổi hiện nay rất nhiều nhà có nhiều điều kiện và dĩ nhiên là ai cũng thế, cũng mong muốn là một thứ gì đó nó thật sự là tiện lợi. Và cũng nhiều người có cái sở thích là muốn xem phim trên giường, khi mà chúng ta nằm xem thì cảm giác nó rất là thoải mái đúng không ạ? Bởi vậy mà rất nhiều người học theo phong cách của khách sạn, nhà nghỉ đó là đặt tivi trong phòng ngủ. Nhưng thưa với lại quý cô bác anh chị, nếu như chúng ta đặt tivi trong phòng ngủ ấy thì theo phong thủy cũng không tốt, cũng có thể đem lại những cái điều không may đối với lại sức khỏe chúng ta và đặc biệt là ảnh hưởng đến giấc ngủ các bác nha. Bởi vậy mà trong phòng ngủ thì chúng ta nên đặt những thứ gì thì tôi sẽ chia sẻ đến các bác ở phần thứ hai. Tiếp theo là thưa với lại các bác, rất nhiều người có những cái sở thích trang trí phòng ngủ đúng không ạ? Và có thể có những người thì có những cái sở thích là treo những cái bức tượng này hoặc là những cái đầu trâu mặt ngựa này ở trên đỉnh đầu, trên cái đỉnh đầu giường ấy, để khiến cho cái căn phòng cảm giác nó uy nghi hơn đúng không ạ? Nghĩ là như vậy. Nhưng thưa với quý cô bác anh chị, thực tế ấy, thì khi mà con người ta ngủ ấy thì cái bộ não của chúng ta ấy, nó cũng vẫn hoạt động. Và đặc biệt nữa là có một cái mà đến bây giờ khoa học cũng không thể chứng minh được, đó là trên chính cái trán của chúng ta này có một con mắt, người ta được cho gọi là con mắt thứ ba ấy. Thế thì đến bây giờ khoa học vẫn chưa có thể xác minh được là lý do tại làm sao khi mà người ta phẫu thuật người ta thấy rằng là có một cái biểu tượng rất là giống với con mắt của chúng ta này này đấy. Vậy thì nếu chúng ta mà ngủ ấy thì cái con mắt này của chúng ta nó vẫn cứ hoạt động các bác nhé. Bởi vậy mà nếu chúng ta treo những cái thứ ở trên đầu giường như vậy ấy, cũng không tốt đâu, vừa đem lại đến những cái không lành và thứ hai nữa là những cái đầu trâu mặt ngựa thì tượng trưng cho những cái thứ nó hung bạo hung dữ và nó không được tốt lắm, nên là quý cô bác anh chị lưu ý nhá. Và trong cái chuyện cổ ngày xưa ấy, thì cũng đã có những cái câu chuyện rằng là có những cái người lo lắng xem vận tướng của mình, sau đó thì lo lắng rằng là mình có hạn gặp hạn nên là cứ suốt ngày chỉ ở nhà thôi, nằm trên giường thôi, nhưng cuối cùng thì cái chính cái sừng trâu treo ở trên đầu giường ấy nó rơi xuống, nó lại ảnh hưởng ở đấy. Thế thì thưa với quý cô bác anh chị, các bác lưu ý là rất nhiều người có cái thói quen là treo như vậy và đặc biệt là treo ảnh cưới chẳng hạn thì cũng không nên treo trên đầu giường các bác nha. Thưa với quý cô bác anh chị, thì với cái thời buổi bây giờ những bạn trẻ thì ít người tìm hiểu về phong thủy nên là rất là muốn là cái trang trí cái phòng ngủ của mình, cái phòng cưới của mình nó được đẹp mắt và bị ảnh hưởng từ phim ảnh ấy,
Phim ảnh thì người ta trang trí để người ta quay làm sao cho nó bối cảnh cho nó đẹp đúng không ạ? Và bị ảnh hưởng từ đó mà rất nhiều người cũng đem ảnh cưới của mình lên chính đầu giường để treo. Thì thưa với các bác, đây cũng là một cái hành động không tốt. Nên quý cô bác anh chị nào mà thấy gia đình nhà mình, con cháu của mình có những cái biểu hiện này, có những cái cách xử lý như này á, thì chúng ta cũng nên góp ý các bác nha. Vâng, và thưa với các bác thì sang phần thứ hai, tôi xin được mách các bác đặt những cái thứ này trong đầu giường của các bác, khiến cho các bác ngủ ngon, sâu giấc này. Thứ nhất đó là tỏi các bác ạ. À, theo như là phong thủy, theo như là các cụ từ xưa tới nay ấy, thì tỏi là có một cái khí, nó có thể giúp chúng ta trừ tà được. Và đặc biệt là cái hương vị của tỏi ấy, nó có thể đuổi, xua đuổi được ruồi muỗi, xua đuổi được côn trùng. Và một điều nữa là thưa với các bác, theo nghiên cứu ấy, người ta cho thấy rằng cái hương vị của tỏi này này, nó có cái chất khiến cho tạo ra melatonin, tạo ra cái chất gây khiến cho cơ thể của chúng ta ấy, buồn ngủ. À, thế nên là nếu như chúng ta để cái tỏi mà ở đầu giường ấy, nó có cái hương vị tỏi sẽ giúp chúng ta ngủ ngon hơn. Vâng, thưa với các bác, tuy nhiên là nhiều người thấy cái hương tỏi thì có vẻ cái mùi tỏi thì có vẻ không ưa. Nhưng các bác hãy cứ thử để xong vài hôm, vài tuần, có lẽ rằng là chúng ta dần rồi nó cũng quen thôi. Và các bác lưu ý là khi mà chúng ta để tỏi ấy, thì chúng ta hãy bóc củ tỏi ra, chứ không phải để nguyên cả cái củ tỏi còn có cái bọc vỏ ngoài, mà chúng ta bóc ra, bỏ cái tép tỏi ra. Như vậy thì nó mới có tác dụng các bác nha. Thứ hai là thưa với các bác, đó chính là chanh. À, thưa với quý cô bác anh chị, thì quả chanh ấy là cũng rất là quen thuộc rồi, cũng rất là rẻ tiền. Nhiều người chia sẻ rằng là hãy lấy chanh để trong đầu giường hoặc là để dưới cuối chân giường, giúp chúng ta ngủ ngon hơn. Thì thưa với lại các bác, thì chính cái hương chanh ấy nó cũng giúp cho cái tinh thần của chúng ta ấy, nó được giảm đi cái sự căng thẳng và dịu đi cái tinh thần căng thẳng mỗi ngày làm việc của chúng ta. Bởi vậy mà khi mà chúng ta để cái chanh ở đầu giường cũng giúp chúng ta ngủ ngon hơn. Thì cái cách để chanh như sau, các bác hãy bổ chanh ra làm 4 và sau đó thì bỏ chút muối vào giữa và đặt ở dưới cái chân giường, ở phần đầu giường. Thì cái hương chanh này cũng giúp chúng ta ngủ ngon hơn và giúp xua đuổi ruồi muỗi các bác nha. Và đây cũng là một cái mẹo của người xưa, nên là các bác hãy thử áp dụng xem. Và ngoài ra thì các bác có thể vắt chanh vào cái bình xịt, sau đó thì ta xịt khắp khắp phòng, thì cái hương chanh này nó cũng xua đuổi ruồi muỗi và giúp cho cái không khí của chúng ta trong lành hơn. Vâng, và thưa với lại các bác, thì cũng có rất nhiều bác đặt cái câu hỏi là thế thì cái cây lưỡi hổ ấy đặt ở trong phòng có được không? Thì thưa với quý cô bác anh chị, tôi đã có cái video chia sẻ đến các bác rồi. Đó là cái cây lưỡi hổ đặt trong phòng rất là tốt. Vì cái cây này theo nghiên cứu người ta cho thấy rằng cây này luôn luôn tạo ra oxy và nó không hút lại oxy. Có rất nhiều cái loại cây ấy, thì ban ngày nó nhả ra oxy, nhưng ban đêm thì nó lại hấp thụ ngược lại, nó lại hút lại oxy. Bởi vậy mà nếu như chúng ta để cái loại cây mà nó hút ngược lại oxy ấy, thì đương nhiên là trong đêm ấy là cái phòng ngủ của chúng ta đã thiếu oxy rồi, thì lại càng thiếu hơn nếu như cái cây này nó hút oxy. Bởi vậy mà đặt cây lưỡi hổ ấy thì nó nhả ra oxy và như vậy sẽ giúp cho chúng ta cái căn phòng của chúng ta được thoáng đãng và có nhiều oxy hơn, thì giấc ngủ của các bác sẽ cảm thấy nó ngon hơn các bác nha. Vâng, và để cho chúng ta có được cái giấc ngủ ngon và ngủ sâu giấc ấy, thì các bác cũng đừng quên là thường xuyên dọn dẹp phòng ngủ và đem chăn chiếu màn mùng ra phơi. Như vậy thì sẽ giúp cho cái căn phòng của chúng ta ấy, nó luôn luôn được thoáng đãng và không có những cái khí mốc này, cũng như là không có cái khí tồn dư. Từ đó thì sẽ giúp cho các bác ngủ ngon và ngủ sâu giấc hơn. Vâng, và nếu các bác cảm thấy video có hữu ích, đừng quên hãy chia sẻ lại cho nhiều người được biết. Nhớ là dí vào nút đăng ký và nút chuông, vì tôi còn quay trở lại với các bác với rất là nhiều những video bổ ích khác nữa. Và bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.